Từ từ rồi. Dạ vâng, em xin chào tất cả các bác Lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay nhà em lên phiên bán hàng ngày 16 tháng 7 năm 2024. Em chia sẻ với các bác một số lan rừng của Lai Châu các bác nhé. Sau đây em đi đến từng mã để các bác tham khảo và ủng hộ cho gia đình. Trên tay em là một rề tam bảo sắc rất là dài luôn. Đây ạ, các bác xem đi ạ. Một mẹ và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con các bác nhé. Em đếm sơ qua nó là 8 cái con. Đây ạ, cái thân mẹ của nó rất là dài. Đó, cái mã này em đánh mã số 50, có giá là 350.000. 350.000 các bác nhé. Rất là đẹp như thế này. Hoa của nó thơm lắm các bác ạ. Bác lấy dề này về treo trước cửa nhà các bác nhé. Mã số 50, 350.000. Lá lướt thì hoa sẽ dài hơn lá xếp các bác nhé. Hoa của nó rất là thơm. Lá xếp thì hoa nó ngắn hơn ạ. Dạ vâng, em tiếp theo em đến với cái mã số 51, có giá là 250.000. 250.000 đồng. Đấy, có cái này là có một mẹ và mấy con đây này các bác này. Đấy. Và bên này là một rể khác các bác nhé. Mã số 51, 250.000 đồng. Rất là đẹp. Cái ngọn này thì nó đã mất ngọn nhưng mà nó đã ra ngọn mới. Lá của nó rất là to. Đấy, mã 51, 250.000 đồng. Và tiếp theo em đi đến với cái mã đứng dưới đó đi. Em đến với cái mã số 72. 72 em bán cho các bác 110.000. Đây, có một mẹ, một con, rất là đẹp nhá. Một lá bóng luôn. 2 và cây thứ 3, cây thứ 3 bản lá rất là to các bác nhá. Bản lá của nó hơn 3 cm. Đây, nó bị lỗi mấy cái lá này. Đó. Thì em mới bán cho các bác cái đấy, còn cái giá đấy. Còn cái bản lá này về rất là đẹp nha các bác nhá. Lá của nó khác hoàn toàn với những cái lá khác. Mã số 72 em bán cho các bác 110.000. Tiếp theo là mã số Linh. Mã số 70 em bán cho các bác 100.000. Một cây, hai cây và cây thứ ba các bác nhá. Cái này thì không bị rách lá nhưng mà bị con sâu nó ăn. Đấy. Mã số 70 100.000. Rất là đẹp. Tiếp theo em đến với mã số 73, em bán cho các bác 90.000. Hàng nó nhỏ hơn nhưng nó có hoa rồi các bác nhé. 1 2 3 4 5 và 6 cây các bác nhé. Không lỗi lầm gì luôn. Toàn hàng lá xếp. Mã số 72 73 90.000 đồng. Em đến với mã số 71, em bán cho các bác 100.000. Đây, 1, 2, cái lá này bản lá to bóng các bác nhá. 3, 4 và 5 cây, 100.000 đồng mã 71. Mã số 69, em bán cho các bác 60.000. Các bác nào mới tập chơi lan ạ. 1, 2, 3, 4, 5. Đây, cả dề này các bác nhá. 6, 7, 8, 9 ngọn. 9 ngọn em bán cho các bác 60.000. Mã 69. Tiếp theo mã nhỏ này gộp đơn các bác nhé. Vâng, mã nhỏ các bác gộp đơn giúp em. Mã số 68 em cũng bán cho các bác 60.000. 1, đây hoa của nó năm vừa rồi đây các bác nhá. 2, 3, 4, 5. Cái này nó bị rách ngọn các bác nhá, nhưng mà cái này lại sai hoa. Đấy, toàn hàng có hoa hết rồi các bác nhá, không phải hàng giống đâu ạ. Mã số 68, 60.000 đồng. Và tiếp theo là mã số 62, em bán cho các bác 100.000. Một mẹ, hai con. Hai con này đã có hoa rồi các bác nhá. Hai con này một cây đã có hoa và mẹ của nó đây rất là đẹp luôn. Mã số 62, 100.000. Và mã số 67 em bán cho các bác 60.000 đồng. Sao cái mã này em đánh rẻ thế nhỉ? Một cây. À, cây này nó bị mất ngọn các bác nhé. Hai cây này mất ngọn. Đó, coi như là em tặng các bác đi. Ba cây như này mà có 60.000 thôi các bác nhé. Mã 67. Em đến với một cái dề như này. Một mẹ
và 3 con, một con to và hai con nhỏ đây các bác nhá. Đấy, còi hoa của nó năm vừa rồi đấy ạ. Mã 61, 100.000 đồng. Và em có một cái mã hạc vĩ, hạc vĩ lá cứng các bác nhá. Hạc vĩ này đây, ngọn của nó rất là đành luôn. Đấy, em bán cho các bác 80.000 đồng. Mã số 63, 80.000 đồng. Hạt vĩ hoa tím, à, hoa hồng, hoa màu à, tím trắng đấy các bác. Mã số 64, cái hàng này combo có 4 loại lan, 3 loại lan các bác nhá. Có dáng hương, dáng hương tam bảo sắc. Đây, hoa của nó đã tàn rồi các bác. Và ý ngọc các bác nhá. Và chồn nữa, đây chồn rất là nhiều luôn, 1, 2. Ô, có cả tam bảo sắc này các bác này. À, cáo chứ, đây này. Thế này em đánh cái mã này lại rẻ quá rồi, em không nhìn thấy cây cáo các bác nhá. À, da báo. Hoa ừ. Này. Hoa đây, này. Có hai cái da báo luôn các bác ạ. Không phải là da báo đâu, hoa khác. Không phải à? Không phải. Thế cây này là cây gì mà sao giống da báo lắm? Đây có 2-3 vòi hoa này các bác này. Em không nhìn thấy nó luôn. Đây có rất nhiều chồn nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, trên 10 cây chồn nha các bác nhá. Cái mã này là mã 64, em bán cho các bác 130.000. Rất là rẻ luôn các bác nhá, 130.000 đồng. Về phải cáo thì các bác may mà không phải cáo thì các bác chơi lan lạ vậy. Tiếp theo là em đến với một cái ôm của chồn nha các bác nhá. Một cây này, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây. Hoa của nó rất là dài. Cái mã này là mã 65, em bán cho các bác 100.000 đồng. Tiếp theo là em có một cái cây chồn này các bác nhá. Một bên của nó là 9 cặp lá và một bên 7 cặp lá. 9 lá, 9 cặp. 9 lá, bên này là 9 lá và bên này là 7 lá. Nó có một cái lá này bị lỗi các bác nhá. Bên này thì có một cái lá này bị lỗi, vậy là mỗi bên có một cái lá lỗi. Cái này nó không đẹp lắm thì em bán cho các 100.000. Mã số 66. Tiếp theo là mã số 60, em bán cho các bác 80.000. Đây, em đếm từng cây cho các bác. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ngọn các bác nhá. 9 ngọn 80.000. Có giá là 90.000. 1 cây, 2 cây, cây này mẹ con các bác nhé. 3 cây, 4 cây mẹ con này. Và 5 cây, cây này thì quá nhiều mẹ con luôn ạ. Đó, 90.000 đồng, mã 59. Tiếp theo là em đến với cái mã số 57 các bác nhé. 57 này em bán cho các bác 90.000. 1 cây, một cây, các bác nhìn kỹ lá nó nhá. Không thể tránh khỏi tình trạng là các bạn ấy đi rừng về là nó cũng bị xước xát một tí. Đấy, 2 cây, 3 cây, 4 cây. Cái mã này em lại đánh rẻ rồi, 90.000. Mã 57. Và 90.000 mã 56. 1 cây mẹ con đấy, 2 cây và cây thứ 3 các bác nhá. Đấy. 3 cây như này, mã 9. Mã 56, 90.000 đồng. Tiếp theo là mã 55. 55 em bán cho các bác 100.000, hai cây như này. Mẹ con các bác nhá, hai cây. Mỗi cây có một cây này có một mẹ hai con và cây này có một mẹ ba con. Em bán cho các bác 100.000 mã 55. À, tiếp theo là mã 58, em bán cho các bác 100.000. Một cây. Hai cây. Ba cây. Bốn cây. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây cây này rất là to này các bác này. 11, 12, 13 cây. Ôi sao cây này nhiều cây thế. 13 cây như này em bán cho các bác 100.000 các bác nhé. Quá là rẻ luôn. Và mã số 54 em bán 90.000. 1, 2, 3, 4 cây các bác nhá. 4 cây như này. 90.000 đồng.
mã số 53, em bán cho các bác 100.000, hai cây như này, 100.000. Và cuối cùng là mã 52 của nhà em, 100.000. Một cây, hai cây. Và cây thứ ba các bác nhé. Ba cây như này. À vâng ạ. À, video của nhà em đến đây là hết rồi ạ. Em xin được cảm ơn các bác đã luôn đồng hành và theo dõi hết video của nhà em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các video sau. Em xin chào các bác.